Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống, nhất là sức khỏe. Và nếu thấy thông tin này hữu ích, cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn, thương nhớ Sài Gòn và tiếng Florida. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Cali từ bao lâu nay. Vâng, bây giờ chúng ta vào phần 2 nha quý vị ha. Hồi nãy cái video trước thì phần 1. Phần 1 thì chúng ta nói về những cái chuyện mà nó vớ va vớ vẩn và chém gió của cậu hay đi hóng chuyện người ta, rồi hết chuyện này một chút xíu, hết chuyện kia một chút xíu, rồi đặt điều câu chuyện, rồi vu khống cho người ta. Mình đã nói rồi, cứ coi lại các clip mình đi, tại sao ít có bao giờ mà mình đi nói những cái gì mà không đúng với sự thật. Nhất là khi mà ca sĩ Mạnh Quỳnh về Việt Nam và các con nuôi của ca sĩ, không bao giờ mình nói những cái gì mình đưa lên về những show diễn, đó là những cái báo chí sao nè, rồi báo chí tạp văn nghệ nè, cũng như giống như là những đứa con của Phi Nhung hát ở đâu này kia nọ, hay là có bị cái gì bốc phết gì thì mình chỉ đưa lên cập nhật tin tức và chia sẻ, chứ mình chưa bao giờ có những cái hành động như là từ cái show của người ta diễn vô đâu rồi cái mình bắt đầu mình vô mình bốc phết mình nói này kia, không có. Ngay cả Mạnh Quỳnh cũng vậy, mình cũng đã từng nói lời chúc cho Mạnh Quỳnh thành công show. Vì thành công dĩ nhiên là có tiền. Có tiền thì sao? Mình nói thực tế đi, thì Mạnh Quỳnh sẽ có một phần trong đó, còn một phần thì dĩ nhiên là đưa cho Phạm Diệm. Rồi một phần thì đưa vào quỹ mồ côi để nuôi các con cái của ca sĩ. Bình thường thôi, phải không? Nên chúc mừng cho người ta. Và cũng như là cố ca sĩ Phi Nhung, mình chưa bao giờ nói những lời nặng nhẹ gì hết. Mình cũng từng có nói các bạn là nghĩa tử là nghĩa tận, chết rồi là hết rồi, mình không nên nói động phạm tới người ta. Cũng như cậu hay hóng chuyện người ta, rồi hết chuyện này kia một chút xíu, và hay đi chém gió hoặc là chửi người này mắng người kia bằng những vô ngôn từ thô tục kém văn minh. Tôi cảm thấy rằng đôi lúc cậu chửi những người lớn tuổi, mà biết đâu cậu cũng có chửi tôi nữa. Biết đâu tôi và những người lớn tuổi đó là bạn bè, cha mẹ của cậu. Nếu mà chửi như vậy thì cũng giống như khác nào cậu đem cha mẹ, ông bà ra mà chửi một cách ngon lành. Nếu mà một con người con mà có những hành động như thế, bán trời không ngờ thiên lôi, thì đừng có nên lên trên mạng xã hội đòi học dạy dỗ người này, học dạy dỗ người kia, trong khi tuổi đời của mình chỉ đáng con, đáng cháu người ta mà thôi, không các bạn ha. Đây, để chứng minh hành động này, mình cho các bạn nghe nha. Vừa được tiền, vừa được miếng. Chơi như vậy á, còn cái thủ đoạn lèo lái dẫn dắt của anh California thì nói thật là nó quá hèn hạ. Bởi vì cái giọng đạo đức của anh không che nổi cái tính cách giả nhân giả nghĩa, đạo đức giả của anh. Trong câu chuyện nào anh ta cũng chía bóng vào. Vậy mà anh ta nói rằng là người ta lợi dụng vào câu chuyện của ca sĩ Mạnh Quỳnh cùng các con, các học trò của cố nghệ sĩ lâu lâu có lần. Thì anh ta thì thế nào? Cái việc mà người ta đưa thông tin của bên này thì lẽ ra nó không có đụng chạm, đúng không? Chả có mắc mớ gì. Thì anh ta có cái lý do gì nói, nhưng mà anh ta vẫn cứ cho móng vào. Đó, cái gì anh ta cũng cho móng vào được. Vậy làm sao? Rõ ràng anh ta là một người bất chấp rồi, lớn tuổi, nhưng mà hành động giống như một con nít. Con nít nhiều đứa nó khôn hơn đấy, nó thông minh hơn đấy, nó không làm ra cái trò mà gọi là vạch áo cho người xem lưng, hoặc là từ tay vào mặt mình như vậy, và mặt vô tốt mà không hề biết. Chỉ có một điều duy nhất quý vị ạ, ở trong nhóm SC của FG và nhóm fan của bà CEO, bà Lương Chúa đấy, lại rất giống nhau ở cái điểm là lúc nào cũng suy bụng ta ra một người và hay vạch áo cho người. Cậu ta là không biết có khái niệm gì với lại bà Nguyễn Phương Hằng mà kêu bà Nguyễn Phương Hằng là Lương Chúa, trong khi bà Nguyễn Phương Hằng gọi người khác là Lương Chúa. Đó là một cái điểm mà mình thấy nó hơi sai được các bạn ha. Vâng, nếu mà chúng ta nói một người bất chấp, có nghĩa là người ta dùng thủ đoạn để kiếm tiền. Đối với tôi, trên mạng xã hội này không phải là để kiếm tiền như cậu. Tôi có công ăn việc làm. Chẳng những vậy, tôi còn nuôi cha mẹ anh em ở Việt Nam mấy chục năm nay luôn nữa. Và YouTube và nói chuyện là một cái sở thích
Nhất là khi mà thấy cháu Cường bị trù dập bởi những cái hành động vô tri của cậu như như là cậu vừa rồi nói đấy. Ừ. Có nghĩa là bất chấp kiếm tiền. Cậu này mình nghĩ rằng là chắc vô công rỗi nghề nè. Một ngày lên 2-3 clip đi trù dập con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung bằng những hành động mà người ta không thể chấp nhận được. Đạo đức, có đạo đức giả hay không thì để khán giả người ta xem, người ta biết đánh giá. Còn cậu đánh giá nó chỉ là ngoài mục đích là muốn nhục mạ người ta mà thôi. Còn hành động mình có làm hay không làm, người ta nhìn thì người ta cũng đã biết, đủ biết rồi. Tôi không có bao giờ mà đi kiếm chuyện một cách vô cớ như vậy chứ em. Khi mà những cái clip video mà tôi thấy cậu nói về một cái đề tài nào đó của Mạnh Quỳnh hay là của bất cứ ai, tôi không bao giờ quan tâm tới. Cậu hãy để ý xem tất cả những video của cậu nói có liên quan tới cháu Hồ Văn Cường, tới khán giả của cháu Hồ Văn Cường và FC Xanh Đọt Chuối là tôi vào phản biện. Còn khi không, cậu nói vấn đề chợ búa, rau giang hồ hay là chém gió, cà phê này kia, tốt không? Giờ tôi quan tâm tới chuyện đó. Quan tâm là khi cậu đặt điều vu khống cho FC Xanh Đọt Chuối và trù dập cháu Hồ Văn Cường bằng những thủ đoạn và miệng lưỡi. Có học được ở đâu đó, hớt chuyện này một chút, hóng chuyện kia, rồi đem lên trên mạng xã hội nói như là có rồi. Cậu nên nhớ rằng cậu lục lại đi, có tất cả video nào mà tôi vào phản biện cậu, mà khi không, cậu không có bao giờ đề cập tới cháu Hồ Văn Cường. Vì sao một con người ta thế cô, một con người, một đứa cháu hiền hòa chất phác thật thà như vậy, cả gia đình của người ta như vậy, mà mình tại sao mình lại nhẫn tâm hàng ngày ra rã chửi người ta? Tôi không biết cậu được giáo dục trong trường học nào, cha mẹ cậu có dạy cậu hay không, đừng nên ăn hiếp kẻ thế cô. Nếu mình không giúp đỡ được người ta thì thôi. Cứ tại sao mình dùng những cái hành động để kiếm tiền trên ba chữ Hồ Văn Cường mà mình lại nhục mạ người ta hàng ngày? Hãy suy nghĩ lại, mình đã làm những cái gì? Bây giờ cậu nghĩ coi, đừng có bao giờ đem tên Hồ Văn Cường vào thì không ai nói tới mình. Nhưng á, chúng tôi cảm thấy bất bình vì thấy bất bình cho một đứa bé. Nó không thể nói, nó không thể được giải bài cùng ai. Cậu có một kênh, cậu có thể khoác lác, cậu có thể chém gió, có thể nói cái này, nói cái kia, cái nọ. Một số người người ta tin. Cậu nói là người ta, một số người quay xe sau khi Kiều 88 đưa đoạn clip 6 phút này kia nọ. Cậu nhìn kỹ, mở mắt ra đi, FC Xanh Đọt Chuối càng ngày càng đông, phải không? Từ trong nước ra tới hải ngoại, và người ta thương cháu Cường không điều kiện. Không có lợi ích gì hết, người ta vẫn thương cháu Cường. Không phải nói đây là để tôi muốn biểu dương cái cảm tình của mình dành cho cháu Cường. Đối với cháu Cường, tôi ngoài làm thơ, rồi làm nhạc, rồi tốn biết bao nhiêu kinh phí, rồi tốn biết bao nhiêu thời gian, nhưng đó là cái sự lựa chọn tôi vô điều kiện. Cậu nghe ba cái chữ không? Vô điều kiện. Chứ không có lợi ích gì cho mình. Đâu phải lợi ích gì mà lên đây rồi phải phản biện với cậu hàng ngày, phải chứng minh cho khán giả hai bên biết rằng những cái cậu nói là những điều vu khống bịa đặt, những cái khoác lác hầu để che đậy lại những cái việc làm mà không đúng với sự thật, những cái việc làm mà người ta gọi là nó không được trong sạch. Tôi không muốn dùng chữ dơ giấy đối với cậu. Cậu đem những cái vô, cậu còn hóng hớt những cái chuyện, hớt những cái chuyện mà comment, bình luận trong video clip của tôi, rồi đem lên đây để đặt. Nhưng mà cậu đọc không có hết, cậu chỉ đem những cái gì mà có lợi cho những cái video clip của cậu thôi. Nhưng mà thật ra tôi vừa nghe cậu nói về Bảo Châu và một người nữa là chị Vân,
Thì đã chứng minh điểm này, chúng ta quay tua lại chút xíu và chúng ta nghe cậu nàng nói chuyện ha. Nè. Rồi có những khán giả bên đây nó bình luận. Cái tuổi cậu này tôi rất là trẻ, nhưng gọi ai cũng là nó. Lũ. Tôi rất tiếc cho nhà trường đã đào tạo và tốn biết và cha mẹ của cậu này đã tốn biết bao nhiêu tiền của. Tiền sách vở, tiền học hành và dạy dỗ từ một đứa bé mà lên trên mạng xã hội có những giọng điệu nghịch ngợm, có những giọng điệu mà người ta gọi ở Việt Nam gọi là lệch chuẩn, không thể chấp nhận được trên mạng xã hội. Và các bạn biết rằng á, bên đây nè, bên góc bên đây thì mình cũng cũng có làm ở bên góc bên đây, và các bạn bấm vào đây cái chấm 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 ba chấm bấm bấm vào đây à, thì nó sẽ nổi lên. Đó, nó sẽ nổi lên những cái dấu hiệu này. Từ trên đem xuống 1, 2, 3, 4 là report, là báo cáo đó. Các bạn bấm vô chữ báo cáo, bấm vô đây. À, thì nó sẽ nổi lên những dòng chữ này. Các bạn có thấy người này là ăn nói hỗn hào hay là chửi thề, hoặc là có những danh từ soi mói không? Đại khái trong tiếng Việt á, thì các bạn coi cái từ nào cậu đã sử dụng thì các bạn bấm vô để báo cáo với YouTube. Và chúng ta cũng phải nên làm, một người ý thức nào tất cả trong chúng ta cũng phải nên làm như vậy. Nhưng mà các bạn phải báo cáo cho nó đúng sự thật nha. Báo cáo không đúng sự thật thì YouTube nó sẽ ghi tên là bạn lại đó. Chúng ta muốn tìm hiểu sự thật thì chúng ta phản biện với nhau bằng lời văn minh lịch sự, chứ không phải lên đây để chửi rủa người ta bằng những danh từ vô văn hóa, thô tục, trong khi tuổi đời của mình chỉ đáng con đáng cháu người ta mà thôi. Khi mà mình làm như vậy, có khác nào lỡ người ta là bạn bè cha mẹ của mình về nước hay là mai mốt gặp lại nhau, thì chẳng khác nào mình đã từng chửi cha mắng mẹ mình, vậy là một đứa con có hiếu hay sao? Vậy mà nói là cháu Cường là ăn cháo đá bát. Trong khi đó, mình là những đứa ngỗ nghịch nhất trong mạng xã hội hiện giờ. Bây giờ chúng ta nghe cậu này nói chuyện ha. Có trục lợi hay không thì các bạn biết rồi à. Các bạn, tôi thấy các bạn đăng á, các bạn mượn clip của người ta, xin clip ta, các bạn này là trực tiếp đem diễn, nhưng mà trong đó không phải là trực tiếp mà các bạn đã xin một cái người nào đó quay cái hình đứng chứ không phải quay ngang. Các bạn là những người YouTuber, các bạn đã biết rồi, các bạn biết cách quay rồi phải không? Các bạn quay từng quay như vậy rồi, mà nhìn cái clip của các bạn là mình đã biết rằng các bạn đã mượn cái clip nào đó, mượn của ai đó rồi đăng lên mình, rồi với những cái tích giật bằng là giật gân lắm, bí mật động trời hay là chấn động show diễn thành công mỹ mãn, có đại khái là rất nhiều. Tôi không muốn nói tới nữa tại nó khoang tưởng lắm, và lượt view của người xem cũng rất mặn mòi, còn hơn gấp mấy lần khi mà các bạn ngồi đó văng tục chửi thề với khán giả. Cho nên đây là cái trục lợi của các bạn rồi, cái gì nữa? Chẳng những vậy, các bạn trục lợi rồi, các bạn còn quảng cáo online để bán hàng online cũng như đi làm từ thiện. Tôi dám nói với các bạn, với những cái gương mặt hơi gian xảo như các bạn, nói chuyện thì chửi thề, rồi mạ lị người khác vô căn cứ, lúc nào cũng chém gió hết. Tôi không hiểu tại sao có một số người vẫn tin nơi các bạn, hay đó là chỉ là các bạn dựng lên, đọc những danh sách người ta góp tiền từ thiện bằng cái cách ma mị mà thôi, chứ không có ai hết. Chúng ta nghe tiếp cậu chém gió này nha.
Lời bình luận vừa rồi của tôi biết chị này là chị Vân, là một giáo viên về hưu. Tuổi đời của chị đáng cha, đáng cô của cậu trẻ này. Cậu vừa bình luận mà vừa mỉa mai người ta. Trong lúc đó thì tôi biết chị này, những lời bình luận của chị rất là công tâm. Chị không bên cho FC bên đây và cũng chẳng lợi dụng FC bên kia. Những lời chị nói ra là thường giáo dục cho trẻ em, mấy đứa trẻ. Còn đối với người lớn thì chị chỉ hòa di quý và nói lời hay lẽ phải, rất là đúng với sự thật. Chúng ta cảm thấy rằng người chết thì đã chết mất rồi, đã chết rồi. Bao nhiêu tháng nay rồi mà cứ réo tên người ta hoài. Đối với người Việt Nam, phong tục người Việt Nam, không nên réo tên người đã khuất. Chúng ta làm như vậy không có tốt cho họ chút xíu nào vậy nha. Thay vì họ đi đầu thai mà chúng ta cứ réo tên của họ hoài, như vậy là tốt hay là xấu, phải không? Chị nói rất đúng mà. Rồi làm show diễn này show diễn kia để kiếm tiền, kiếm tiền trên xác chết rồi còn gì nữa. Chị nói đâu có sai đâu. Có rất nhiều người đã bình luận về những cái việc làm mà các bạn vừa làm. Tôi lại có công chuyện tiếp nữa rồi. Hay là chắc phải có phần 3 nữa rồi các bạn ơi. Vâng, cảm ơn quý vị. Mình sẽ trở lại trong phần 3 để cách nghĩa thêm về vấn đề tại sao không nên gọi tên Phi Nhung hoài. Phải không quý vị ha? Cái đó là không có tốt cho người đã khuất. Vâng, xin hẹn lại tất cả quý vị trong phần 3 nữa nha. Mình phải trở lại làm việc nữa. Xin chào quý vị. Hẹn gặp lại trong video clip lần sau.